theo đường, vâng theo Giêsu, vâng theo Ngài khắp chốn. Dẫu đường đi bao trông gai, Chúa dắt dìu cứ bước tới. Dẫu vượt qua chúng khóc lóc, Chúa vẫn luôn ở cùng. Vâng theo Giêsu, buồn bỏ hết cành đắng. Vâng theo Giêsu, đem tin mừng khắp chốn. Ngài sẽ khiến chúng khóc lóc, sấm tiếng nên vui mừng. Ngàn sóng gió sẽ biến mất khi có Chúa ở gần. Này Chúa, con xin hứa từ nay, đời con nguyện dâng hiến cho Ngài. Trọn đời con xin vâng theo tiếng Chúa, sống cho Ngài, vinh hiến danh Cha. Vâng theo Chúa khắp nẻo đường, vâng theo Giêsu, vâng theo Ngài khắp chốn. Dẫu đường đi bao trông gai, Chúa dắt dìu cứ bước tới. Dẫu vượt qua chúng khóc lóc, Chúa vẫn luôn ở cùng. Vâng theo Giêsu, buông bỏ hết gánh nặng. Vâng theo Giêsu, đem tin mừng khắp chốn. Ngài sẽ khiến chúng khóc lóc, sớm biến đến vui mừng. Ngàn sóng gió sẽ biến mất khi có Chúa ở gần. Lạy Chúa, con xin hứa từ nay, đời con nguyện dâng hiến cho Ngài. Trọn đời con xin vâng theo cho Ngài, vinh hiển danh Cha. Lạy Chúa, con xin hứa từ nay, đời con nguyện dâng hiến cho Ngài. Trọn đời con xin vâng theo tiếng Chúa, sống cho Ngài, vinh hiển danh Cha. Đọc xin trình đọc Kinh Thánh Roma 9 câu 19. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng, sao Ngài còn quở trách? Vì có ai giống lại ý Chúa Ngài được chăng? Nhưng hỏi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thịnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó, tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Nhưng Ngài phán trong sách Ô-xê rằng, ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta đâu. Cũng tại nơi đó, họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn Ê-sai nói về dân Israel mà kêu lên rằng, dầu số con cái Israel như cái cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi. Vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Lại như Ê-sai đã nói với tiên tri rằng, nếu Chúa vạn quân
chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên như thành Sodom mà giống như thành Gomorrah vậy. Amen. Amen. Mỗi chúng ta ở đây có bao giờ chúng ta suy nghĩ là tại sao mình lại người Việt Nam? Tại sao mình lại với cái hình dạng như này? Đúng không? Có người thì quý vị thấy rất là đẹp, còn có người xấu. Có người thì đủ tay đủ chân, mà có người thì không tay không chân, hoặc là có người không có chân, hoặc là có người hai thân thể họ dính nhau đấy quý vị. Rồi có người thì mình thấy rất là đẹp, phải nói là mọi từ cái hình dạng tóc, rồi màu da, rồi đôi mắt, dường như là cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà cũng có những người mà quý vị thấy là không có đẹp. Đời sống của tất cả mỗi chúng ta đó thì rất là khác nhau, nó không có giống tí nào hết. Và cái sự khác biệt này đó, có nhiều người sẽ thắc mắc, rồi tại sao lại một số người là người Do Thái, tại sao là người là Việt Nam, tại sao có người là đàn ông mà tại sao mình là đàn bà. Ngày xưa thì ai mà được làm đàn ông thì mừng lắm, rất là mừng là bởi vì mình là đàn ông, và nhiều người cũng quý con trai nữa. Nhưng mà rồi bây giờ thì nhiều người lại mừng là vì mình là phụ nữ không phải là đàn ông. Có người nói là nếu mà tôi được làm người lần nữa thì tôi cho xin cho tôi làm phụ nữ. Như vậy thì quý vị thấy là trong cái cuộc sống này có rất nhiều cái sự khác biệt. Và cái sự khác biệt này có phải chăng là Đức Chúa Trời không yêu thương hay là không công bằng? Đấy. Có phải chăng là Đức Chúa Trời tại sao có nhiều người nói tại sao lại để cho người này là giàu kẻ kia là nghèo, người này là khỏe mạnh người kia là tàn tật, người này thì đẹp quá đi còn người kia tại sao xấu vậy, người thì cao còn người thì lùn vậy? Đấy, tại sao vậy? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ điều đó không? Có bao giờ mà mình nghĩ được tại sao mình như thế này? Và mình có cảm ơn Chúa không? Vì khi trong mỗi hoàn cảnh mình cứ nghĩ à, cuộc sống có những người chẳng hạn như là Vũ Trọng Phụng, mình nói rằng là tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu, có nghĩa là mỗi người mình đây là có một cái ngôi sao định mệnh rồi. À, cho nên người ta mới gọi là giải hạn cúng sao rồi là, là người ta nghĩ rằng là cuộc đời có lẽ là một cái sự do một cái sao nào đó hoặc là một cái định mệnh, và mình ra đời ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, và mình có nhiều người cố gắng để mà thay đổi, giống như đàn ông thì họ thay đổi thành đàn bà, họ thích đàn bà hơn. Có người đàn bà thì họ chuyển giống thành đàn ông. Đấy. Có người thì họ rất là xấu, họ cố gắng để làm cho thật là đẹp. Như quý vị biết như là những người mà giờ màu da đen, họ muốn chuyển thành da trắng. Thì thưa quý vị, tại sao vấn đề được đặt ra là tại sao con người lại không có giống nhau? Nếu Thiên Chúa là đấng công bằng thì Ngài tạo ra là tất cả mọi người, chẳng hạn như ai người nữ nào cũng đẹp đi, đúng không? Người nam nào cũng vạm vỡ khỏe mạnh, chứ tại sao mà tự nhiên người thì thế này kẻ thế kia, mà còn thậm chí có nhiều người mình thấy tội nghiệp lắm, họ ra đời họ nhỏ tí tí bé tí, rồi có những người thì họ có những cái tật, những cái tàn tật hết rất là tội nghiệp. Và câu hỏi đó là tạo hóa tại sao không công bằng, hoặc là khó Thiên Chúa hay không, Thiên Chúa có yêu thương hay không, đấy, Thiên Chúa có công bằng hay không khi mà Ngài tạo ra một cái thế giới mà trong đó rất nhiều những cái sự khác biệt, rất nhiều những cái giai cấp, rất nhiều những sự chênh lệch nhau. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ đến điều đó không? Và chúng ta phải như thế nào ở trong cái hoàn cảnh của mình? Bây giờ đây mình cũng tương đối đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ một số người đường ở bên Mỹ thì cũng vui lắm bởi vì mình được ở bên Mỹ. Nhưng mà có những người ta không được ở Mỹ. Đó. Có những người ta sinh ra đời là người ta ở trong một cái gia đình nghèo khổ, và cuộc đời của họ rất nhiều những vất vả, những khó khăn. Thế thì tại sao như vậy? Tại sao mà mình không phải là người Do Thái mà mình là người Việt Nam?
Tại sao mình không phải là người Mỹ? Quý vị thấy những anh em Phi Châu rồi hả? Đen, thật là đen, đúng không? Họ sống một cái cuộc sống mà tội nghiệp lắm, lam lũ. Rồi nhiều người ở trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy chẳng hạn như là ra đời là không tay không chân, đấy. Là mình thấy rất là đáng thương. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là Thiên Chúa ở đâu? Và Thiên Chúa có công bằng hay không? Nhìn vào đó thì rõ ràng là cuộc sống này không có công bằng. Nếu mà nói một cách đúng nghĩa, không có công bằng tuyệt đối. Và nó có rất nhiều điều mà chúng ta cảm thấy nó trên bên nhau, nó so le nhau, nó không có đồng điệu, nó không có giống nhau. Và đó là lý do mà mình thấy trong cuộc sống này khiến cho người ta đố kỵ, khiến người ta ganh đua, khiến cho người ta kẻ mà giàu thì chê cái người nghèo, kẻ đẹp thì khinh những người xấu, đấy. Kẻ khỏe mạnh thì coi thường những người, cười chê những người tàn tật. Nhưng mà đó là những cái thái độ sai lầm. Nếu mà hôm nay mình đọc Kinh Thánh mình thấy đó, thì Chúa là thợ gốm. Và thưa quý vị là chúng ta là những đất sét. Và bởi vì chúng ta là đất sét cho nên không phải là ý của chúng ta, mà ý của mình. Nó nói là tôi rất muốn người, tôi muốn làm đàn bà đó. Có nhiều người nói vậy. Tôi muốn làm phụ nữ, tại sao Chúa cho tôi làm đàn ông? Cũng được, tôi không bằng lòng. Có người nói tôi muốn làm đàn ông, mà tại sao tôi sinh ra là phụ nữ? Tôi không thích đàn bà. Đấy. Và thưa quý vị, ở đây thì Chúa nói rằng là chúng ta là đất sét và Ngài là thợ gốm. Và Ngài tạo nên mỗi người chúng ta như thế nào, đó là ý của Ngài. Ý của Ngài. Và nếu mình hỏi như vậy thì ý của Chúa vậy là Chúa không có ý tốt á. Chúa có ý ghét người này, thương người kia, cho người này đẹp, người sao mà người đẹp quá vậy, mình không được. Tôi thưa quý vị rằng không. Không phải là Đức Chúa Trời không yêu thương, hoặc là Đức Chúa Trời là không công bằng. Nhưng tại sao mà Ngài làm điều này ở trong trần gian này? Trần gian á là của tạm, như quý vị biết đó. Chúa gọi trần gian này là nơi mà chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, và chúng ta sẽ đi về cái quê hương tốt hơn ở trên trời. Chúng ta có một quê hương tốt hơn, còn ở trần gian này không phải. Chúng ta trong những đời này chúng ta có những người bạn, nhưng mà tôi thưa quý vị là những người bạn trên trần gian này nó không phải là tốt, đúng không? Sau này chúng ta sẽ có những người bạn tuyệt vời ở trên trời. Và bản thân của chúng ta đây cũng vậy. Chúa nói rằng là Ngài sẽ ban cho chúng ta một nơi mà gọi là kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Ở trong Roma đoạn 12 câu 2. Chúa dành cho chúng ta một kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Tuyệt vời. Nơi đó không có bệnh tật. Nơi đó không có người xấu. Tôi thưa như vậy. Không có người tàn tật. Không có người nghèo đó. Đấy, nó cái xã hội mà Chúa chuẩn bị để mà đưa chúng ta vào đó, gọi là nước công bình của Ngài, nước sáng láng của Ngài, vương quốc của Đức Chúa Trời, thì nơi đó không có buồn khổ, không có ghen ghét, không có gian tham, không có xấu xa, không có. Đấy, nhưng mà trong trần gian này thì có. Lý do có nhiều người thắc mắc là tại sao mà Đức Chúa Trời dựng nó như vậy. Là lý do là bởi vì nó tạm thôi. Và bởi vì tạm cho nên Ngài cứ sử dụng và đặt mỗi người ở trong một cái hoàn cảnh, một cái vị trí, một cái tư thế, một cái điều kiện khác nhau. Chẳng hạn như là ông Nít, ông sinh ra đời, ông có tay có chân, quý vị thấy chưa? Không phải là cha mẹ của ông xấu, cha mẹ mình tốt, cha mẹ tôi tốt lắm cho nên tôi sinh ra đời tôi đủ tay đủ chân. Không phải. Nhiều người không hiểu. Và chúng ta cứ nhìn vào mọi người trên trần gian này, chúng ta thấy mình giàu cái mình bắt đầu mình kiêu ngạo, mình coi thường người nghèo. Thật ra cái giàu đó cũng như là tạm. Mà nếu mà trong cái tạm này mà mình không có biết cách để mà mình tôn vinh Chúa, mình không biết cách để mà mình thể hiện một cái đời sống làm người, thì chúng ta thất bại. Quý vị nhớ câu chuyện về người giàu ở trong Luca đoạn 16. Một người rất là giàu,
và một tên ăn xin, tức là ông Lazarus. Ai cũng nghĩ rằng cái cuộc đời của cái ông nhà giàu này là được phước, các bạn. Ai cũng nghĩ rằng là ai cũng mơ tưởng để mà có thể làm một cái gia đình như vậy. Nhưng mà tôi thưa quý vị rằng đó không phải là thật, mà nó là tạm thôi, đó là giả thôi. Đấy. Nhưng mà mình được giả, mình đưa cho cái giả, nhưng mà mình cái giả đó mình không làm được, mình không trung tín, thì Chúa không ban cho mình. À. Cho nên sau khi mà người nhà giàu và ông Lazarus chết, thì quý vị thấy hai cái số phận đó là đảo ngược lại. Một người thật là giàu thì bây giờ trở thành nghèo, nghèo cho đến nỗi nước uống cũng không có nè. À. À, ông nói xin cho tôi một giọt nước thôi cũng không có nữa, quý vị thấy chưa? Còn trong lúc đó ông Lazarus thì ở trong lòng của Abraham rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Đấy, như vậy thì quý vị thấy có hai cái số phận nó đảo ngược lại. Đó là lý do mà Chúa nó coi chừng kẻ đầu nên rốt, mà kẻ rốt nên đầu là như thế. Cho nên đừng có nghĩ rằng những người mà thấy giàu bây giờ là tương lai là lên trời họ sẽ giàu, người họ làm chức quyền bây giờ là lên trời họ cũng làm chức quyền, không có đâu, đừng nghĩ vậy. Người đẹp thì lên trời họ sẽ được đẹp nữa, không. Không có. À. Cho nên thưa quý vị, đây là cuộc sống tạm. Mà Chúa nói rằng là chúng ta là những người quản gia. Thì cái quản gia giao cho nhiều, giao cho ít, giao cho 5 ta lăng, 2 ta lăng, 1 ta lăng gì đó thì nó không quan trọng quý vị. Chứ đừng có thấy giao cho 5 ta lăng người mình cứ giao có 1 ta lăng mình bất mãn. Thấy không? Và Đức Chúa Trời Ngài là thợ gốm mà chúng ta là đất sét. Ngài biến chúng ta thành đàn bà. Để trong cái thân phận một người phụ nữ chúng ta sống cho đúng không? Đấy, quý vị biết. À, rồi nếu Ngài đặt chúng ta là một người thật là giàu, thì trong cái vị trí giàu đó chúng ta có biết yêu thương, chúng ta có biết chia sẻ, chúng ta có biết cảm tạ Thiên Chúa, và chúng ta có biết giúp đỡ những người nghèo không? Đấy, đó là chúng ta làm người giàu, trong cái vai người giàu. Còn nếu chúng ta là người nghèo thì chúng ta có nhẫn nhục, chúng ta có vui mừng, chúng ta có siêng năng. Chúng ta có sống một cách trung tín không? Đó, ở trong cái hoàn cảnh nghèo. Mỗi người chúng ta đây đều là tạm hết thôi, thưa quý vị. Đàn ông, đàn bà và thậm chí gia đình của quý vị đó, bà con hay là anh chị em ruột, hay là thậm chí con của mình hay là mẹ cha của mình, tôi cũng xưa thưa quý vị là tạm hết. Chúa nói rằng sau này lên nước thiên đàng đã không có cái chuyện là những cái gì ở trên trần gian này được chuyển lên thì đó, hồi xưa bây giờ con của tôi cũng lên thiên đàng. Rồi cháu của tôi cũng lên thiên đàng. Không. Tất cả ở trần gian này là khác. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong trời, lên trời đó, thì tất cả những cái mối quan hệ trên trần gian, bởi vì nó là tạm thôi mà, cho nên sau này không có cái vấn đề là ôi, là đó là con, là cháu của mình. À, không phải. Tất cả là những anh em, chị em của chúng ta. Và Đức Chúa Trời sẽ thiết lập lại một cái mối quan hệ khác, mà nó tuyệt vời hơn, nó bền vững hơn. Còn trần gian này tất cả đều là tạm hết. Từ là sắc đẹp, từ sức khỏe, từ hình dạng, từ khôn ngoan đó, trong cái trí của mình, hoặc là mình ở trong cái hoàn cảnh nào đó, thì tôi cũng xin thưa quý vị rằng tất cả như ông Paulo nói rằng cuộc sống này nó sẽ qua đi. Ai đương mua hay nên như kẻ không mua, ai đương bán hay nên như kẻ không bán, ai đương vui cười hay nên như kẻ không có vui cười, ai đừng khóc cũng đừng có cái gì đâu mà khóc, có chuyện gì đâu. Mình thấy mình buồn giống như cái chuyện mà mình mắc lá mít á. Hồi xưa mình chơi lá mít á, không biết là có quý vị có chơi lá mít không. Lá mít á mình lấy rồi mình đi lượm lá mít, mình cứ coi như là tiền đấy. Rồi con trai thì chơi dây thun, hay là chơi súng bắn, hay là chơi những con vụ vân vân. Và bây giờ thì sao? Bây giờ khi mình lớn lên là mình thấy chuyện đó mình cười thôi, đúng không? Hồi xưa mình đau khổ lắm á, nếu mình mắc những cái đồ chơi. Nhưng mà đến một lúc mình trưởng thành thì mình thấy ủa, tại sao hồi đó mình coi cái điều đó nó quan trọng vậy? Thì bởi vì cái giai đoạn nó chỉ là chơi thôi, trò chơi thôi. Thì khi mà mình bước vào nước thiên đàng thì tôi thưa quý vị cũng vậy. À, khi chúng ta bước vào nước thiên đàng thì chúng ta sẽ thấy tất cả những gì trên trần gian này nó không còn nữa. À, mà chúng ta thật sự bước vào ở trong nước của Chúa, chúng ta ở trong nước của Chúa và chúng ta sẽ hưởng một cái cuộc sống tuyệt vời. Ở đó Kinh Thánh nói đó là cái kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn.
tốt, hài lòng của chúng ta và rất là trọn vẹn đến Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Cho nên ông nít á, ông nít mà người không có tay không chân, quý vị biết ông nói sao không? Hả? Ông nói rằng trong thiên đàng tôi sẽ có tay có chân, và đó là sự hiểu biết đúng quý vị, đó là đúng tầng học. Cũng như đừng có nghĩ rằng bây giờ mình đẹp trần gian này thì lên trần gian mình sẽ đẹp, không. Nếu mà mình xứng đáng, mình thật sự mình lên nước thiên đàng, mình bước vào đời sau mình sẽ mãi như vậy, không. Tùy thuộc vào đời sống của chúng ta ở trên trần gian này. Cho nên đó là tôi xin trả lời cái câu hỏi là tại sao mà có cái sự khác nhau, và Kinh Thánh nó như thế nào. Cái sự khác nhau đó là để Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Chúa, để Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Thấy không? Ví dụ như bây giờ người nghèo, người khổ thì họ mới biết Chúa tốt, Chúa thương xót họ. Họ cầu xin, cầu trời. Họ ở trong những cái đau khổ, họ kêu trời là trời giúp họ, là họ mới biết là có trời. Và họ mới biết ơn. Đấy, đó là cái lòng thương xót của Chúa. Những người nào tàn tật, những người đau khổ, quý vị thấy tội nghiệp, nhưng mà tôi thưa quý vị, đó là cái vai trò của họ, cái vai diễn của họ mà họ phải diễn trong cuộc đời này. Họ phải sống, họ phải học tập ở trong cái vai trò đó. Và nếu trong cái vai trò đó họ sống đúng, ví dụ như bây giờ cái ông Lazarus đi, là ông ăn xin đó, có nghĩa là ông nghèo không có gì cả, nhưng mà ông không đi ăn cắp. Đấy, ăn xin mà không ăn cắp. Rồi ông sống mà đến nỗi có lẽ ông bày tỏ cái đức tin, ông chia sẻ đức tin, mà đến nỗi ông nhà giàu đó, ông nói xin sai Lazarus về để mà làm chứng, để mà giảng đạo cho anh em của tôi. Như vậy thì ông Lazarus là một người hiểu biết về Chúa và có đức tin, có lẽ ông nói về Chúa nhiều lắm. Mỗi lần ông nhặt một miếng bánh nào đó, ông thấy ông nhà giàu ra, cái ông chào, ông cười, rồi ông nói một vài câu về Chúa, phải không? Và tuyệt vời, đó là một cái vai diễn tuyệt vời. Đừng có đi ăn trộm ăn cắp thôi. Nếu mà mình sống nghèo, sống khổ mà sống như vậy thì đó cũng là một cái vai diễn tuyệt vời mà Chúa muốn mình. Nếu một người công nhân thì trong cái vị trí làm công nhân của họ đó, họ sẽ làm hết tốt đó. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái đây là cuộc sống tạm mà. Tất cả Chúa cho phép mọi người chúng ta ở đây, người thì công việc này, người thì vị trí kia, không có cái gì để mình tự hào hoặc là mình khinh miệt hết. Tôi thưa cái gì, mình buồn hết đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa và phải biết rằng đấy, ở đây Chúa nói rằng Ngài là thợ gốm và chúng ta là đất sét, và Ngài cho chúng ta có mặt trên trần gian này, rồi Ngài tạo nên chúng ta, Ngài ban cho mình những cái khả năng. Có người thì có tài năng về âm nhạc, có người thì có tài năng về viết văn, có người thì có tài năng về vấn đề hội họa, quý vị thấy, hoặc là họ làm nhà khoa học, là những bác sĩ, là những kỹ sư. Thưa quý vị, tất cả đều tốt hết. Và Chúa nói như thế nào? Nếu ở trong sách Roma, nếu có người làm chính quyền cái gì, thì thưa quý vị, tất cả đó là gì? Đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 15 đó, quý vị thấy đó, thì tất cả đó là những đầy tớ của Chúa, những người phục vụ Chúa đó. Chứ không có phải là họ là những người, tại sao mà ông đó là bác sĩ, tại sao ông đó là nhà bác học hay quá, tôi ước ao được như vậy. Không có gì hết. Tôi thưa quý vị, cũng đừng có cố gắng. Có nhiều người là làm giả nữa, có người cố gắng nào mình cũng có rồi kiếm bằng cấp gì đó làm mình giả ra mình không phải tiến sĩ, để là tiến sĩ để làm gì đó. Cứ rõ ràng là chúng ta không có hiểu. Đức Chúa Trời đặt mình ở trong một cái vị trí nào, hoàn cảnh nào thì thỏa lòng ở trong cái vị trí đó, chứ đừng có bao giờ mà cố gắng để mà làm cho nó vươn tới những cái điều mà nó mang cái tính cách bề ngoài, bởi vì đó là tạm thôi. Có nhiều người muốn giàu quá, cho nên Chúa nói nhiều người ham giàu quá rồi mắc nhiều bẫy giò phạm tội. Chúa không cho mình giàu thì thôi, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Còn mà mình giàu thì lại đi buôn ma túy, cái rồi đi buôn lậu, hoặc là làm nhiều cái chuyện mà nó phi pháp, rồi vô tù. Quý vị thấy không? Sai lầm.
À, không sao cả. Nếu Đức Chúa Trời không cho mình đẹp lắm, giống như quý vị thấy Michael Jackson đó, hả? Ông muốn cải cái da của ông đó, từ một người da đen ông trở thành da trắng, và sau khi như vậy là quý vị biết ảnh hưởng rất là nhiều, và sau đó ông chết sớm, thấy chưa? À. Và mỗi người chúng ta ở đây đừng bao giờ nghĩ rằng mình, ví dụ như mình, ô tôi không thích đàn ông, giờ tôi chuyển thành phụ nữ. Bây giờ nhất là trên ở bên Thái Lan, quý vị biết không, người ta chuyển nhiều lắm, mà tôi chuyển đẹp lắm. Coi những cái show của họ mà họ biểu diễn đó, quý vị thấy không? Nhiều người đàn ông chuyển giới thành phụ nữ rất là đẹp. Nhiều người phụ nữ chuyển thành đàn ông rất là đẹp. À, và mỗi người chúng ta ở đây, Chúa đặt chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó. Đừng có nghĩ rằng thằng mình không bằng người khác, giống như cái chân mình thấp quá, mình ráng kéo cho nó dài ra. Đấy. Có nhiều người không đẹp quá thì sửa hết trơn, và sau khi sửa rồi thì nó rất là khổ, quý vị. Tôi nói này đó, không phản đối những cái chuyện mà chúng ta làm đẹp một chút, nhưng mà đừng có bao giờ chúng ta chuyển hoàn toàn, giống như mình chuyển hoàn toàn, tức là cái điều đó nó không đúng với cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nghe không? Ngài đặt chúng ta ở trên trần gian này, và Ngài đưa chúng ta vào trong một cái hoàn cảnh là để làm gì? Để chúng ta tìm kiếm Chúa. Mình thấy có nhiều người nghèo mà nó tội nghiệp quá. Những người họ rất là nghèo. Tại sao họ nghèo như vậy? Nhưng mà tôi thưa quý vị rằng họ phải ở trong cái cảnh nghèo đó. Và nếu họ nghèo mà họ trung tín, họ sống một cái đời sống mà đức tin, thì họ sau này họ rất là giàu, chứ không phải là nghèo đâu. Quý vị ha. Tôi nhớ ở quê tôi có cái bà nghèo, thật là nghèo. Bà đi làm, bà giúp việc đó. Bà là gọi là ở Việt Nam mình gọi đi làm mướn đó. Ha? Đi ở đó. Đó. Ai cũng coi thường đó. Nhưng mà tôi thành thật mà nói, bây giờ bà trên trời bà giàu lắm. Tại sao? Tại vì trong cái hoàn cảnh của bà đó, cái vị trí của bà thì bà đã sống cả tuyệt vời. Bà trở thành một cái người giúp việc trung tín. Một người mà ai cũng thương bà hết. Ai cũng mướn bà hết. Vậy bà đã rất là siêng. Rồi. Chứ bà không có lừa biết à. Rồi ngay trong hoàn cảnh của bà không biết chữ đó, nhưng mà cuối cùng bà cố gắng bà học à. Bà tới giúp việc cho gia đình của mục sư nọ, thì bà nói thôi mấy đứa con mục sư để dạy cho bà học, để bà đọc kinh thánh, cho bây giờ bà không biết chữ mà. Và mấy đứa con dạy bà để bà đọc kinh thánh. Và khi đọc kinh thánh rồi, quý vị không, bà trong hội thánh đó, mỗi năm mà thi kinh thánh là người nào đứng nhất, quý vị biết không? Bà là người đứng nhất. Hay chưa? Mà bà già rồi, bà thuộc lòng rất nhiều kinh thánh. Rồi ở thường hồi tánh tôi, ông mục sư ông cũng hay tổng kết cái người dân hiến đó. Và người bà tổng kết lại thì bà là người dân nhiều nhất, không ai bà dân nhiều hơn mấy người già giàu nữa, lạ không? Quý vị thấy không? Và nói tới bà đó thì tôi thành thật mà nói rằng bây giờ là tôi biết là bà giàu lắm. À. Cứ mà ngày thứ bảy là thấy bà đi về. Ngày thứ bảy ai mà thấy bà đi về là họ biết ngày mai chủ nhật rồi đó. Bà đi làm vậy mà cứ chiều thứ bảy là hăng hái xúc xắc lên. Để mà ngày mai đi nhóm, bà làm bất cứ cái chỗ nào. Cho bà nghỉ ngày chủ nhật thì bà làm, không cho thì thôi, không bao giờ làm. Rất rõ ràng như vậy thôi. Ai mướn thì mướn, không mướn thì thôi. Nhưng mà người ta rất là thích mướn bả là bởi vì sao? Mà người ta phải chiều bả thôi. Người ta không theo Chúa nhưng mà phải cho bả về, bả đi nhà thờ. Mà bả đi bỏ đó. Mỗi lần mà thấy bả về tôi cứ nhớ hoài. Thấy bà từng về kia là nó rồi, ngày mai chủ nhật. Ai trong hàng xóm ai cũng biết hết. Và bả tới ngày nhóm, đi nhóm là bận áo dài đi đàng hoàng đi nhà thờ. Cầu nguyện rất có ơn Chúa. Đó là tôi, đó là một hình ảnh mà tôi nói thật quý vị. Tôi rất là cảm động. Bà ở sát nhà tôi đó. Đó, nhà ở phía trên nhà mình đó. À. Và tôi thưa quý vị rằng là một cái vai như vậy và sống đúng như vậy thì cần gì phải giàu có ở đời này. Cái khổ nhất là ở đời này mình giàu rồi, cái đời sau mình nghèo đó mới là cái khổ, đúng không? Cái đời này mình lên chức này chức kia mà đời sau không có gì hết. Đời này mình đẹp tuyệt đẹp mà đời sau mình xấu như cái gì đó. Hả? Quý vị nhớ đi. Đời này mình đủ tay đủ chân mà rồi sao là không đủ đó, thì mới là khổ.
Cho nên đừng có bao giờ chúng ta buồn vì chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh nào đó. Và cũng đừng bao giờ nói rằng Thiên Chúa không có công bằng. Không, Ngài rất công bằng. Và Ngài muốn làm gì đó theo ý của Ngài. Ngài đặt mỗi người ở trong một vị trí, và để Ngài xem mình có tìm kiếm Chúa không, để Ngài xem cái người nghèo đó có biết tìm kiếm Thiên Chúa không, cái người giàu đó có biết ơn Thiên Chúa không, rồi có biết yêu thương người khác không, hay là mình giàu có rồi mình tham lam, mình khoe khoang, mình hóng hách, rồi mình sống một cuộc sống ích kỷ. Cho nên Chúa đặt người này mục sư, người kia truyền đạo, người nọ chấp sự, người nọ tín đồ cũng không có gì quan trọng hết. Tôi nói cái gì đó không có quan trọng. Và nếu mà Chúa đặt mình, chẳng hạn như giờ chúng tôi bước vào trong chức vụ mục sư này, chúng tôi phải hết sức là run sợ, hết sức là cố gắng, chứ không phải là bây giờ bởi mình mục sư muốn làm gì làm. Không phải, không có cái gì để kêu căng hết. Tôi thưa quý vị, tại vì đấy là tạm thôi mà. Chúa nói là thấy không, và ở trong Luca đồng 16 quý vị thấy đó, thì Chúa nói rằng là nếu Chúa trao cái của tạm cho mình mà mình không trung tín thì không ai trao của thật hết. Đấy. Và cuộc đời nó là tạm, tiền bạc mình có đương là tạm. À, những cái giả này mà mình còn ích kỷ, mình còn tham lam, mình còn mình có bo bo mình giữ, đúng không? Thì huống chi là cái thật. Cho nên từ cái chỗ đó, Chúa đặt chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh tạm này để xem thử lòng của chúng ta, để xem thử cái thái độ của chúng ta. Cho nên hãy cảm ơn Chúa. Nếu quý vị đọc ở trong Gia Cơ đồng 1 câu 7 câu 9 thì ông Thánh Gia Cơ nói như thế nào? Thánh Gia Cơ nói rằng là cái người nghèo đó hãy khoe mình vì cái phần cao trọng. Đó là bắt đầu ông Gia Cơ ông nhìn thấy có nhiều người nghèo sau này trên thiên đàng sẽ giàu có. Cô Phượng đâu mà hết sức yêu mến Chúa trung tín, rồi sau này cô sẽ giàu, sau này cô sẽ đẹp. Đấy. Mời ông mục sư. Chắc chắn. Đấy. Cho nên nếu mà trong cái hoàn cảnh này, mình ở trong cái hoàn cảnh bệnh tật, yếu đuối, nghèo khổ, hoặc là thôi không có cái gì hơn người khác hết, cũng đừng có gì buồn. Tôi nói quý vị, không có gì buồn cả. Ông Gia Cơ ông nói rằng cái người nghèo đó hãy khoe mình vì cái phần cao trọng. Và bây giờ ông nói người giàu làm gì? Người giàu cũng hãy nghĩ tới, hãy khoe mình về cái phần đê hèn của mình. Nếu ngày hôm nay anh em giàu mà anh em không tin Chúa, anh em không yêu thương người khác, thì sau này đó chúng ta sẽ là người nghèo, những người giàu đó, thấy không? Cho nên chúng ta sẽ trở thành những con người đê hèn. À, cho nên đừng có bao giờ thấy ngày hôm nay mà mình thấy có người giàu đi ra họ sống và họ kiêu căng, họ khinh miệt người khác, đó là thái độ sai lầm. Và trong cái công việc Chúa cũng vậy. Có nhiều anh em, tôi thưa quý vị, có những người họ không phải là mục sư đâu, nhưng mà họ còn sống hơn mục sư nữa. Tôi nói thưa quý vị, đấy, họ yêu mấy Chúa, họ hầu vì Chúa. Tôi có một anh bạn giờ cũng 70 rồi, 70 tuổi rồi, và anh làm chứng đưa rất nhiều người đến với Chúa. Và tôi nói với anh đấy là một chức vụ mà Chúa kêu gọi anh. Đấy. Và anh nói thế nào? Anh nói tôi chạy hết ga hết số đó. Từ mà anh nói, có nghĩa là anh làm tất cả để làm gì? Để cứu người khác. Tâm tình của các mục sư có bằng được vậy đâu, đúng không? Và anh không có được cái gì cả nếu mà nói đời này, nhưng mà anh trung tín em là tôi nói với anh đây là một chức vụ và tôi rất là quý trọng anh đưa hầu vị Chúa đây, tôi khích lệ anh nhiều lắm. Tôi thưa quý vị rằng đừng có buồn khi quý vị ở trong vị trí nào đó. Giả như bây giờ mình làm tín đồ không sao hết á, nhưng mà trong cái vị trí tín đồ của mình thật sự mình xứng đáng, mình kết quả cho Chúa như vậy là tốt rồi. Đây cũng giống như mình có hai ta lăng à, cái anh 5 ta lăng với anh 2 ta lăng, cái anh 2 ta lăng anh cũng đi ra anh học Chúa y như vậy. Anh 5 ta lăng làm lợi được 5 ta lăng, anh 2 ta lăng anh đâu có thua đâu, anh cũng làm lợi được 2 ta lăng. Và Chúa cũng khen thưởng hai người này giống nhau. Thấy chưa? Như vậy thì quý vị thấy rằng đừng có bao giờ là chúng ta buồn, so sánh,
nó tại sao Chúa đặt tôi trong hoàn cảnh này. Có một người anh em đã hầu vị Chúa gọi điện cho tôi và anh buồn lắm, là tại vì gia đình của anh nó đổ vỡ. Anh hầu vị Chúa, anh trung tín lắm, rất là tốt, mục sư rồi. Nhưng mà anh buồn, anh nói, anh nhìn vô anh thấy ồ sao nhiều người khác họ đâu có được bằng ảnh đâu, họ đâu có yêu mến Chúa bằng ảnh đâu, nhưng mà tại sao gia đình của họ nó rất là gọi là đều hề, nó sung túc, nó trọn vẹn, còn gia đình của anh đâu sao. Anh buồn lắm, nói với tôi, anh nói với tôi một câu: Đức Chúa Trời dường như bất công á, mục sư. Nhưng mà tôi nói với mục sư đó rằng ông chưa hiểu, chưa hiểu được ý của Chúa, thành ra buồn thôi. Thật sự ra Đức Chúa Trời gửi đến mỗi người một hoàn cảnh, và trong hoàn cảnh đó mình có đứng hay không, mình có trung tín hay không đấy, mình có giữ được đức tin hay không, mình có đánh trận một cách tốt lành hay không. Chứ không có nghĩa là ô tôi làm sao để gia đình của tôi đừng có ai chê ai trách, ai cũng khen hết, con cháu rồi chỉ đứng xếp hàng đó, cha nó thành công, và đó là Chúa ban phước. Có nhiều người rất là kiêu căng và rất là tự hào rồi bắt đầu phê bình để xét đối người khác nữa. Tôi nói họ không hiểu gì hết. Nếu họ hiểu đó thì họ phải kính sợ Chúa, họ nói cảm ơn Chúa, Chúa cho con như thế này, đúng không? Và đấy là tạm thôi. Giống như bây giờ chúng tôi, xin lỗi, chúng tôi đứng ở bên Mỹ đi, không có cái gì hơn anh em ở Việt Nam ấy. Tôi nói cái gì mà không có gì để kiêu căng hết, không có gì cả. Đừng có coi mình là ở một cái vị trí nào đó, không. Đức Chúa Trời đặt mỗi người ở một nơi, một hoàn cảnh, một cái vị trí khác nhau. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời và hãy yêu thương mọi người, kính Chúa yêu người. Nếu quý vị sống đúng nghĩa như vậy thì tôi thưa với quý vị rằng là như vậy là chúng ta đã làm tròn cái trách nhiệm của mình, là một cái bình. Chúa nói đó, ngày cũng cùng đất sét thôi mà ngày nắng lên cái bình nó sang trọng, còn cái bình nó là hèn, có cái bình nó để chân ở trên phòng khách đó. Còn xin lỗi, cái bình nó để ở trong dressing room đó. Có phải không? Có những cái mà để trong dressing room đó. Nhưng mà không sao hết. Tất cả đều là ích lợi hết. Đấy. Cho nên ở Mỹ này cũng hay đó quý vị. Ở Mỹ này là dân hiệp Trung Quốc đó, cho nên có nhiều người không có giấy tờ thì vô đây sống nhiều lắm á. Và khi họ sống ở đây thì ngay cả chính phủ Mỹ người ta cũng ok. Nếu không có mấy cái người mà nhập cư lậu như vậy, không giấy tờ như vậy thì ai mà đi làm mấy cái công việc khó khăn đó. Nhiều cái việc rẻ tiền lắm, người mà có quốc tịch ở đây họ không có làm. Nhưng mà những người mà mới nhập cư hoặc là họ vào với chưa giấy tờ được chưa đầy đủ, họ làm hết. Và nhờ như vậy cho nên nhiều cái công việc đó cũng được kể như giải quyết được, có thể chưa. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Đức Chúa Trời đương đặt chúng ta đương sống ở trong một cái thế giới này, đúng là hiệp Trung Quốc đấy. Tất cả đều khác nhau, người nói tiếng này, người tiếng kia, người đen, người đỏ, người xanh, người người tóc vàng, người tóc đen, người thì đẹp kẻ xấu, người đàn ông kẻ đàn bà, người thì nhiều đông con, người không có con gì hết. Có người thì sống được nhiều cái vị trí cao lắm, chức này chức kia, còn có người không có gì hết. Không sao hết, đi lượm ve chai không sao hết. Tôi thưa quý vị, đừng có buồn và đừng có coi cái chuyện đời này là phước hay họa. Cái đời này chưa có phước hay họa, đời này là tạm mà nó tạm thì tất cả những cái đó nó cũng là tạm hết. Giống như bây giờ mình được bình an, người khác gặp khó khăn cũng sao hết, mình có chân mà người khác què chân. Tôi thấy cũng bình thường, phải không? Đấy, nhiều người họ què chân mà họ đi họ bị Chúa còn tốt hơn cái người mà có chân chân dài nữa. Đấy. Cho nên cái việc của chúng ta đó đừng có bao giờ kiêu căng nếu chúng ta được cái sự ưu đãi, hoặc là đừng có bao giờ buồn, đừng có nói thì tôi là vậy đó, cái số của tôi nó vậy đó mà tôi biết thôi, nó không. Tất cả chúng ta đều là quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời hết, và Đức Chúa Trời Ngài trao cho mỗi người chúng ta một cái vai diễn. Tôi thấy quý vị, và sau cái vai diễn đó nó mới là quan trọng. Ông Lazarus cứ tưởng là ông nghèo đấy, mà cuối cùng ông là giàu, quý thấy chưa? Còn cái ông nhà giàu đó tưởng ông giàu có lắm, sung sướng lắm, mà sau đó ông là nghèo. Cho nên
cái chuyện đó trên đời này bây giờ người ta cười cả người ta, ai cười mình cả sao hết. Đừng có buồn, tại sao nó từ thế nào nó bình thường, họ cứ nói mà được phước nữa thôi, phải không? Không sao hết. Đấy, Chúa nói khi mình chịu những cái đau khổ thì mình sẽ được phước mà. Chúa bù lại cho mình đau khổ mà mình vẫn vui vẻ, vẫn trung tín, vẫn đứng vững, vẫn yêu mến Chúa, vẫn kính Chúa, vẫn yêu người, thì là tôi thấy rằng đó là tuyệt vời. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy đó, tất cả những cái điều ở trên trần gian này nó chỉ là tạm, nó không có gì là vĩnh cửu cả. Cho nên vì nó là tạm, cho nên cái sung sướng, cái giàu có, cái vinh quang cũng như cái đau khổ, bệnh tật hay là ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, nó cũng là tạm mà thôi. Vì mọi sự đều sẽ qua đi, Chúa nói. Vì đời này sẽ qua đi, cho nên ông Phaolô nói rằng ai đương mua hay nó như kẻ chẳng mua, ai đương bán hay nó như kẻ không bán, ai đương vui cũng đừng nghĩ cái gì đó mà vui. Ai đương buồn thôi gạt nước mắt đi, chả có gì buồn. Tôi thấy bây giờ có người nào đó họ khen mình thì cũng mừng một chút thôi, đừng có mừng lắm. Rồi nếu người ta chê mình cũng buồn thì buồn thôi, buồn sơ sơ thôi, đôi khi mình cười nữa đó, mình vui lên nữa đó, bởi người ta chê mình. Phải không? Và khi quý vị hiểu được, quý vị có đức tin được thì bao giờ chúng ta sẽ sống, chúng ta sống và sống vì Đấng dựng nên chúng ta, sống vì Đức Chúa Trời đứng đặt chúng ta trong hoàn cảnh nào đó. Tôi một ngày nào đó tôi và quý vị sẽ ra đi, đúng không? Không bao lâu nữa đâu. Tất cả chúng ta ở đây chúng ta sẽ ra đi. Và cái cuộc sống mà chúng ta bước vào trong thế giới, ở trong cái đời sau, ở trong nước của Chúa, đó mới là đời thật. Bởi vì quý vị, quan trọng nhất là mình giàu ở đó, đó. Mình đẹp ở đó, đó. Mà tôi trong đức tin tôi tin chắc rằng tất cả những người sau này ở trên trời sẽ đẹp lắm. Đàn ông đẹp, nếu là phụ nữ đẹp, ha, trọn vẹn, không có cái gì chê được. Đấy, nước công bình của Chúa mà Ngài được tuyển chọn những người đó, và chúng ta sẽ được biến hóa, tất cả mình sẽ biến hóa hết. Cho nên đừng có lo, đừng có lo bữa nay mình xấu quá, đừng lo mình nghèo quá, đừng có lo mình không trọn, không đẹp quá, không sao hết, cứ vui đi, cứ ca ngợi Chúa đi, cứ yêu thương mọi người đi. Và nếu chúng ta sống đúng như vậy thì chúng ta sẽ được phước. Còn nếu chúng ta không trung tín thì chúng ta sẽ bị phạt. Hãy khuyên những người giàu đừng cậy vào của cải, đừng có tham lam nữa, hãy học tập chia sẻ. Hãy khuyên những người nghèo đừng có buồn, đừng có bất mãn, đừng có liên trộm ăn cắp. Hãy sống ngay cái cảnh nghèo của mình, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Và chúng ta sống để làm vinh hiển danh Chúa. Nếu chúng ta tàn tật thì trong cái cảnh tàn tật đó, giống như ông nít vậy đó, ông tàn tật mà ông làm vinh hiển danh Chúa, ông khích lệ nhiều người ở trong cái hoàn cảnh tàn tật đó, tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng cái cuộc sống đó tuyệt vời. Và rõ ràng là có khi sau này chúng ta thua ông đấy. Ngay đời này tôi đã thấy ông đã chọn một con đường đi và một cái lối sống đúng đó, tuyệt vời đó. Và ông sẽ được phước. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý vị. Xin Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta hãy hoàn thành cái vai diễn của mình. Như Phaolô nói đó. Phaolô nói ở trong Timothy 2 đoạn 4 câu 7: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy để giữ được đức tin. Và ông biết cho nên ông có buồn, ông hiểu cho nên ông bị tù, ông cũng không có buồn, ông hát được ở trong tù. Ông bị người ta ghen ghét nhưng ông có ghét lại, ông có trả thù. Đấy, ông vẫn làm tất cả mọi sự để cứu họ, quý vị thấy chưa? Và cả cái cuộc đời này mình nhận thấy ông Phaolô không phải là cái người hanh thông, không phải là người êm ả như chúng ta đâu. Ông gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng mà ông đã tuyệt vời ở trong tất cả những cái hoàn cảnh, những khó khăn đó. Và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta cũng sống một cái đời sống xứng đáng, tuyệt vời trong một sự dẫn dắt của Chúa, để khi Chúa đến thì Ngài nói với chúng ta rằng là hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Và lúc bây giờ quý vị sẽ ngạc nhiên, tôi tin rằng trên thiên đàng nhà của chúng ta sẽ giàu hơn những cái nhà dưới đất này.
xe chúng ta sẽ xe thì ngon hơn xe dưới đất này, phải không? Những người bạn của chúng ta ha sẽ là hơn những người trên trần gian này, không có nhức đầu này, và chúng ta sẽ tuyệt vời ở trong cái thế giới tương lai mà Chúa đừng chờ đợi chúng ta. Và xin Chúa ban phước, xin Chúa cho để chúng ta hãy nhìn thấy điều này để chúng ta sống, và chúng ta cảm ơn Chúa và đừng bao giờ phàn nàn oán trách, nhưng hãy hoàn thành cái vai diễn của mình một cách xứng đáng, kính Chúa yêu người ngay trong cái vị trí của mình để chúng ta tôn cao danh Chúa, và chúng ta sẽ được phước trong đời sau. Xin Chúa ban phước, xin Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hiệp chung để dâng lên Chúa lời cầu nguyện, quý vị. Chúng ta hiệp chung và tôi xin phép để dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ ái chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi tối hôm nay. Chúa ơi, Ngài là thợ gốm và chúng con là đất sét. Chúng con đang sống giữa một cái thế giới mà có rất nhiều những cái khác biệt và bất dường như là bất công. Chúng con mỗi người một hoàn cảnh, một cái vị trí, một cái điều kiện khác nhau, nhưng chúng con biết có một cái mục đích chung, đó là chúng con phải tìm kiếm Chúa, đó là chúng con phải làm vinh hiển danh Ngài ở trong cái vai trò của mình. Xin Chúa thương xót và xin Chúa ban phước cho chúng con để chúng con hiểu được điều này, hầu cho những ngày tháng trên đất này chúng con sẽ không buồn nếu chúng con ở trong những cái hoàn cảnh thua thiệt, ở trong những cái hoàn cảnh mà nó chưa trọn, và chúng con cũng không có kiêu căng, không khoe khoang, không có khinh miệt người khác nếu chúng con ở trong những cái điều kiện tốt lành hơn. Xin Chúa ban cho chúng con để chúng con biết sống chia sẻ, biết sống yêu thương, biết sống một cách xứng đáng để đẹp lòng Chúa. Nguyện Chúa ban phước, nguyện Chúa ở cùng chúng con. Con nguyện dâng tất cả mọi chúng con trong tay Ngài, và xin Chúa thăm viếng, Chúa ở cùng chúng con. Chúng con hiệp chung và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.